bốn câu chuyện ngắn ý nghĩa về cuộc sống câu chuyện thứ nhất phía trước đường còn xa thi ngồi dậy em lặng nhìn di ảnh mẹ hai mắt nhòe đi em muốn kêu lên một tiếng thật to mẹ ơi con xin lỗi mẹ nhưng em không thể nào gọi nổi cổ em nghẹn ứ như có vật gì nén chặt tay chân nặng trĩu em ú ớ choàng tỉnh mồ hôi ướt đẫm, không dám chập mắt, em thao thức suốt cả đêm. Ngày mai là ngày giáp năm của mẹ, thì chẳng biết tính sao đây. Em là con trai cả và cũng là con trai lớn duy nhất của mẹ. Nhà Thi có hai anh em, em gái Thi đang học lớp 8, Thi học 11. Bà ngoại tuổi đã ngoài 80. Năm Thi chào đời, các cậu đuổi mẹ con Thi ra ở riêng. Bà ngoại thương tình cho miếng đất cạnh bờ ao xung quanh toàn bụi rậm, keo leo giữa sườn đồi, quạnh hiu vắng người qua lại. Mẹ Thi dựng căn nhà tranh ở tạm, hàng xóm người giúp rạ, người giúp tre, nhà vách lá đơn sơ được dựng lên, bà ngoại ra ở cùng hai mẹ con. Ngoại nấu nước xong hơ cho mẹ, tắm rửa cho Thi. Thi nào hay biết gì? Thi lớn lên theo lời dị nghị của mọi người, tiếng chỉ chiếc, mắng chửi của cậu ba, mợ bảy, mẹ thi đẹp nhất làng thợ ấy biết bao chàng trai mê mẩn dòm ngó nhiều nhà đã dạm hỏi nhưng mẹ vẫn một mực chưa ưng mẹ phải lòng thầy giáo tiểu học thầy rất tài hoa đêm đêm thầy đến nhà ngoại tay gãi đàn cất lên giọng ca ru hồn người mẹ thi phải lòng thầy họ thầy thuốc bên nhau trọn đời răng long bạc tóc sự đời lời thầy thường hay rất trở để thử thách lòng nhau Chú Hùng, người chú cùng quê, thấy mẹ Thi dễ thương là có tài ăn nói, đến rủ mẹ Thi xuống phố, phụ bán hàng. Một mai dạo lên trong thấy. Mẹ Thi nghe lời, tạm rời khỏi chúng quê, lên chốn thị thành, trong mong đổi đời, tạo dựng cơ nghiệp. Mẹ rời quê từ đó, và cũng từ đó, hình ảnh mẹ Thi không còn như xưa nữa. Bao lời đồn đại, mỗi lúc một phình to thêm. Thi sinh ra, mẹ thi âm thầm nín lặng bao dòng nước mắt người ta gọi mẹ bằng những cụm từ khốc liệt khó diễn được hết bằng lời trong đục chốn bụi trần ai thầy giáo tiểu học năm xưa người yêu của mẹ không chịu nổi thầy bỏ nhà đi khi mẹ thi đang mang thai thi ngày đầu thầy vào tận miền nam trốn chạy cuộc tình vô thường nhận thi không cha thi giận mẹ thi sống âm thầm cho đến một ngày Thi nhận tin xét đánh vào lúc 3 giờ chiều. Khi Thi đang cùng bạn bè ôn tập chuyên đề để ngày mai lên đường đi thi Olympic. Chiều hôm ấy, trời nắng như lửa đốt, Thi vội chạy ra cổng trường, đầu không kịp đội mũ. Thầy chủ nhiệm chạy theo. Thi còn nhớ, lúc sáng Thi xuống trường, mẹ bảo Thi cố giữ gìn sức khỏe. Cũng như mọi ngày, Thi chỉ chào mẹ bằng một tiếng cọc cằn. Con đi, thì đâu biết mẹ buồn sáng nay mẹ không khỏe mẹ vẫn cố đi làm đã nhiều năm rồi mẹ nhịn ăn sáng mẹ dành dụm tiền để sửa nhà lo cho hai em thi ăn học với động lương khiêm tốn của một công nhân bốc phát, chẳng thấm vào đâu học phí mỗi năm một tăng sinh hoạt phí ngày càng đắt đỏ cả đời mẹ khổ cực vì thi mẹ rất tuổi thân vì muốn có thi mẹ bất chấp thi giận mẹ vì mẹ mà thi là đứa con vô thừa nhận rồi cái thảo hút em thi nó là con ai bao lời đồn đại gần xa thi là đứa trẻ không cha lý lịch bạn học của thi có mẹ có cha ngày hợp phụ huynh vắng cha còn mẹ riêng thi mẹ đến rồi về thi không muốn có mẹ mà không cha nào ngờ chiều nay thi không cha giờ cũng không còn mẹ chiếc máy xoắn gỗ níu lôi mẹ vào cuộn quay của vòng sai nghiệt ngã. Nó nghiền thân thể mẹ. Người ta cắt điện lôi xác mẹ ra. Thì vậy, cánh tay mẹ không còn. Khuôn mặt xinh xắn ngày nào, cô gái đẹp nhất làng giờ chỉ còn đóng xương tạng bên gùn quay của má cắt. Từ ngày mẹ sinh thi, mẹ không làm tiếp thị nữa. Cái nghệ rốt bia cho người ta uống đã làm cho mẹ khổ suốt đời mẹ chuyển sang làm công nhân, nhà máy dăm gỗ mọc lên ở sát gần nhà. Mẹ về nộp đơn xin việc. Việc của mẹ là đưa gỗ vào dây chuyền cho máy vận hành cắt xén từng khúc băm ra dăm. Mẹ làm công nhân cũng được 15 năm. Lúc Thi mới sinh ra vừa tròn 6 tháng, giờ Thi đã vào lớp 10. Cái thảo em Thi nhỏ hơn Thi 2 tuổi. Thi không cha, nó cũng lại không cha. Thi giận lắm ngoại buồn các cậu giận mẹ thi âm thầm mẹ chịu đựng tất cả mẹ sống vì thi vì em thi mẹ mong sao các con lớn lên hiểu mẹ và thứ tha cho cuộc đời mẹ đám tang mẹ rất đông người ta đến thắp hương cho mẹ ái ngại nhìn thi thầy hiệu trưởng trường chuyên nơi thi đang theo học viết thư kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho thi thi lặng lặng cúi đầu thì đã quen với cảnh một mình và đêm nay cũng vậy giữa căn phòng trống lạnh thi ngồi dậy nhìn vào di ảnh mẹ nếu không có cuốn sổ tròn tròn ẩn giấu nơi gốc thùng phi đựng lúa được con mèo lôi ra đêm khuya chỉ mình thi nhìn thấy thi đọc những dòng chữ của mẹ viết gấp gáp in hẳn lên tâm trí thi bóng mẹ lại hiện lên người con gái năm xưa tuổi mới độ trăng tròn còn bao ngây ngô khờ dại. Thủy, tên gọi của mẹ thi, người đẹp nhất làng, giờ là cô gái tiếp thị của hãng bia Helican, hãng bia sang trọng nhất trong làng bia thời ấy. Lúc đầu, chú hùng nói với thủy là xuống phụ giúp chú quản lý nhân viên, coi việc chấm công, bảo ban chị em nhân viên nhiệt tình trong coi quán xá. Chú cho thủy mượn tiền thưởng công hậu hĩnh. Một năm, hai năm rồi ba năm, thủy trở thành cô chủ quản lý đội bay thủy ăn nói có duyên dáng vẻ thanh tao thoăn thoắt đôi bàn tay điệu nghệ đi như múa nói như hát khách ai cũng hài lòng quán đông nhờ có thủy hảo người thầy giáo ấy bỏ đi anh không chấp nhận người tình đi làm tiếp thị thủy âm thầm chịu đựng bao nỗi đau anh có nghe thấy không anh trọng danh dự còn em trọng gì đây anh bỏ đi vì chữ thầy trong anh rất lớn. Em trọng tình yêu của chúng mình. Em đã hy sinh tất cả vì anh, vì hai đứa con thơ. Nó là tất cả của đời em. Còn anh, anh còn nhớ lời thời hẹn năm xưa. Nghe theo anh, em bỏ ngợi tiếp thị. Em vì ai? Ai vì con thơ của chúng mình? Em ngỡ anh về chấp nhận sống cùng em, cùng con. Nào ngờ anh lại ra đi Giờ thì danh dự anh còn hay mất khi mảnh giấy ngợt ngoạt đôi giọng xin lỗi vì anh đã có vợ và hai con. Anh có nghe không? Những đứa con của anh không cha, nó trách mẹ đi làm tiếp thị bia. Nó là đứa trẻ vô thừa nhận. Em đã trở về với con người thật của chính mình, về với niềm hy vọng. Hàng ngày em phát từng khúc gỗ nặng hơn cả người em. Chiếc máy cắt chạy hết công suất, dằn lấy sức lực em bắt em phải theo em theo vì con vì phận đời nghiệt ngã người đàn ông ấy không vậy thủy nuôi con không một niềm hy vọng giờ thì thi đã biết mình là con ai cái thảo là con ai nỗi buồn của mẹ căn phòng trống lạnh đêm gió luồn vào se sắt trái tim thi ngực nhói nỗi đau chỉ còn một tháng nữa thôi năm học sẽ trôi qua thi sẽ lên lớp 12 em thi vào lớp 10 phổ thông trung học. Hai anh em có vào học cùng trường được không thì chưa biết. Khi chiều, bác phân hội trưởng cha mẹ học sinh đến thăm, động viên thi hãy cố lên. Quyết chí lập thân, phải biết vượt lên nỗi đau, mọi việc đang chờ thi ở phía trước. Người đàn ông ấy tìm về, thắp nhang cho mẹ thi. Thi không biết, nghe ngoại lầm bầm, hắn tiểu tụy trong bộ quần áo xốc xếch, khuôn mặt bơ phờ lẳng lặng, lặng cúi đầu bước ra khỏi cửa người đàn ông trốn chạy khỏi sự thật ấy làm sao đủ tư cách thắp nén nhang trầm cho mẹ ngoại nói thế rồi bước ra đầu ngõ nhìn vào hư vô thi bận ở lại trường lo ôn luyện hết kỳ thi này đến kỳ thi khác mà cô biết cũng vậy thôi là người đàn ông không được yếu đuối lời bác phân hội nói vậy thì đứng lên đốt nhang cho mẹ mắt thi nhòa lệ Mẹ nhìn Thi, đôi mắt mẹ ưng ước dọc đời. Dọc thời gian làm Thi mãi hoài thao thức. Thi lật vỡ, ghi lấy đôi dòng. Làm người không gục ngã, phía trước đường còn xa. Ngoài vườn, tiếng gà trống đã gái gọi ngày sang. Câu chuyện thứ hai, chảy trong huyết quản. Máu đỏ, máu trong tim chắc chắn là màu đỏ chỉ khi chảy ra ngoài trời một lúc, một số giọt có thể biến thành màu đen. Một giọt, hai và ba, số còn lại tôi không chắc chắn lắm. Tôi nhìn thấy chúng. Đúng hơn là tôi chỉ nghĩ quẩn mà thôi. Dịch bệnh đang căng thẳng, hiến máu cũng khó khăn hơn, mà vẫn phải làm thôi. Nghĩ đến những người đang trên vên giữa lặng ranh sống chết, đang khắc khoải mong chờ lòng thương của người cho máu. Bóng tối tỏa vào mắt tôi màu đỏ. Chỉ còn biết dựa vào tường suy nghĩ mong lung. Tôi không quen được không khí ồn ào này, không khí giãn cách. Một người nói mà hai người cười. Đang ngồi và một cô em xinh đẹp cứ thế mà nở nụ cười êm dịu. Cô Mai đấy, cái cô mà cứ đi cãi hộ anh chị em kìa. Tôi cố nở nụ cười vì đầu đang đau nhất, cứ như ai đó đâm kim vào liên tục ấy. Doanh nghiệp lớn và có mấy chục ca nhiễm rồi. Chỉ mấy chục ca thôi cũng đã là thành công trong ngăn dịch rồi. Cứ phòng được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, cho dù đến lúc nào đó có thể lan rộng hơn. Công đoàn à, cứ như người bảo vệ, tôi giơ tay lên, cố tìm tia sáng le lối xuyên qua giữa các ngón. Không ngủ được, mai sẽ mệt lắm đây. À, đúng thế, mai là ngày phát khẩu trang với khử khuẩn kéo cà kéo kẹt. Có một cái xe đẩy mà phải thổ cả đống đi các nơi thế kia. Tầng 1, tầng 2 rồi tầng 3. Xong lại đẩy xuống, kéo ra xưởng khác. Thôi, cố đi chị em. Mà này, sao không gọi mấy chàng lái xe đến hỗ trợ? Thôi đi, có phải là công chúa đâu. Công đoàn, công đoàn rõ chữa. Ai cũng đoán được, chị em cười hiếp mắt. Không cười thì khóc hả cô nương? người ta đã chán lắm rồi, đã nản lắm rồi, giờ lại thêm các mẹ xị ra thì có mà cãi nhau. Kìa, đến xưởng hoàn thiện sản phẩm rồi. Tôi nhìn quanh, cũng mấy ngày rồi không đến đây, vì chăm lo cho anh chị em nên mới ghé. Giãn cách tuyệt đối, biến từng tòa nhà thành các vùng xanh nhỏ. Chính tôi nghĩ ra khẩu hiệu đó chứ ai. Giờ thì mọi người đều biết sự khốc liệt của đợt dịch lần này rồi. Cứ xem tivi thì biết cứ nghĩ đơn giản, không khéo hỏng hết. Tất nhiên, người ốm là một chuyện, công ty này bị đánh gục là làm việc lớn hơn. Tổ trưởng tổ ba ra nhận hàng này, mỗi người đều có khẩu trang, nước sát khuẩn. Công ty tăng cường chống dịch, dựng liệu tạm để duy trì sản xuất, năng suất giảm còn một phần ba. Công ty có ngàn công nhân, một người cứ cố mà lo chuyện công đoàn nhưng cũng chỉ đến lúc này mới phát huy tác dụng. Ngồi họp trực tuyến với Liên đoàn Lao động huyện mà nghe nhói cả lòng. Anh chị em đừng có cố làm quá sức, tập trung vào các công việc chính, tuân thủ tuyệt đối chỉ dẫn của chính quyền, nhất là các đồng chí ở doanh nghiệp có số lượng lao động lớn. Chỗ tôi là một ví dụ. Rồi đến phần thí điểm mô hình bốn tại chỗ, càng tập trung đông người thì càng phải giữ tính khả năng xấu nhất chúng tôi thực hiện thay đổi chiến lược ngay trong chính công ty mình chia ra ca kiếp theo hướng linh hoạt hạn chế tối đa tiếp xúc người với người rồi cố gắng cầm cự trong các liều tạm để tiếp tục duy trì sản xuất phần mệt nhất là phổ biến để mọi người biết hiểu và làm theo cái điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng cần hết pin thế là tôi cứ bắt loa ầm ầm lên đến mức cái giọng ai cũng mơ thấy ác mộng bác giám đốc điều hành cứ đùa như thế. Cũng phải có một câu bông đùa mới làm dịu đi lo lắng. Tiếp đó là câu đùa của sếp to, tức con trai chủ tịch kiêm thành viên hội đồng quản trị. Anh tưởng Nhật sang mà bị kẹt ở đây luôn từ khi dịch bùng phát. dáng cao mặc khuôn thước đúng kiểu ngài đêm vắt ốc suy nghĩ để kiếm thêm lợi nhuận. Chắc mấy người lãnh đạo kiểu như vậy giờ đang rối lắm. Chào dạ, cô cán bộ. Tôi giật thót. Sang Việt Nam cũng nhiều, cũng cố gắng học tiếng Việt mà dùng từ ghê thật. Tôi chưa bao giờ cười nhiều như vậy, kể từ khi làm chức trách công đoàn. Đời khác với trong phim và tiểu thuyết. Hàng ngày cứ giờ nào việc nấy, mỗi người đều có việc của mình và phải căng mình ra làm. Làm xong một buổi rồi ăn ca, sau đó lại làm tiếp đến hết giờ sự lãng mạn cũng chỉ tồn tại như con sống ngầm mà thôi tôi cúi đầu chào lại anh kính chào ngài à tôi muốn bàn với cô về điều kiện hỗ trợ công nhân vâng ngài cứ nói à anh nhớ mại khó chịu tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng đơn thuần chỉ là công việc tôi cũng có thể nói là người gắn liền với quyền lợi của người lao động nhưng cũng coi là một phần của công ty. Dịch bệnh xảy ra không ai muốn, nhưng các ông chủ là người chịu nhiều thiệt hại nhất. Tuy vậy, lao động cần phải được hỗ trợ để họ có thể làm việc tiếp. Không có người làm thì không còn công ty. Chính anh đã nói vậy còn gì? Thưa ngài, theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động thì mỗi người sẽ có hỗ trợ. Nhưng nói thật, chính sự giúp đỡ của công ty và ông chủ sẽ động viên tinh thần và vật chất rất lớn đó à. Cũng góp phần làm xoa dịu người đang bị khủng hoảng. Mong Ngài giúp đỡ. Đồng ý, nhưng cho tôi cười cái đã, tôi không nhịn được nữa. Sao vậy ạ? À? Vì cô trông nghiêm túc một cách đáng sợ. Đã từng nghe danh các ông chủ người Nhật rất khó tính và gia trưởng, nhưng không ngờ anh cũng có mặt như vậy. Anh nói với giọng nửa đùa nửa thật, rồi chuyển giọng nghiêm nghị, gọi luôn cho người phụ trách tài chính. Vậy là bớt đi được một việc. Tôi thở vào, vẫn còn nhiều việc phải làm. Công tác đoàn là thế đấy. Cứ cấp nhặt từng chút một, làm nữa, làm mãi, đến khi cảm thấy người lao động được đảm bảo. Còn đảm bảo cái gì thì đến tôi cũng chưa mường tượng ra được. Rõ ràng, ở các doanh nghiệp có đông công nhân thì phải có người đúng ra tôi nhớ đến những bài học được nghe tại hội nghị của liên đoàn lao động huyện hôm trước có một phát biểu của người chị đi trước thật tâm tư thiếu người và thiếu kinh nghiệm thực tiễn tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chính là một nỗi lo nhưng cũng vì vậy mà rèn luyện cho những người như tôi cả kinh nghiệm xương máu và cách đối phó với tình huống bất ngờ dịch bệnh lần này chính là cơn bão mạnh nhất và hiểm ác nhất. Nếu người làm công đoàn như chúng ta mà không vững vàng thì lấy đâu ra chỗ dựa cho người lao động. Cuộc sống có những điều làm con người khuyết tâm. Kể cả khi cha mẹ hay họ hàng trố mắt khi nghe tôi nói chuyện về làm công đoàn. Toàn những điều ngay cạnh mà mấy ai hiểu rõ. Những người như tôi cần liên tục trao dồi kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt là khả năng vận dụng pháp lý để bảo vệ người lao động khi có tranh chấp xảy ra. Nhưng tất cả những công việc thường ngày đó phải tạm gác lại khi dịch Covid-19 ập đến. Các giải pháp công ty đưa ra bám sát chủ trương của nhà nước và phần nào giúp công ty duy trì hoạt động. Nhưng cái giá phải trả cho điều đó là sự xáo trộn trong cuộc sống và sinh hoạt của công nhân. Tôi nằm ngủ mà nghĩ nát óc tìm cách để nâng cao tinh thần cho mọi người, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức cơ bản mà thôi. Điều cần làm lúc này là hợp tác tốt hơn giữa công đoàn và giới chủ để cùng vượt qua khó khăn trước mắt. Tôi muốn xin ngài một việc. Em không cần xưng hô khách sáo như vậy, em nói đi. Ngài, à không, anh có thể xem xét để điều chỉnh lại giờ làm việc trong thời gian chống dịch cho hợp lý hơn được không? chỉ thay đổi một chút nhưng sẽ giảm được mệt mỏi cho công nhân khi phải làm theo ca thay đổi như hiện nay đó là nước đi liều lĩnh của tôi vì chính anh ta khi mới sang việt nam còn mang suy nghĩ công đoàn là những người rắc rối chỉ biết đấu tranh đòi quyền lợi cho người lao động một cách quá đáng cũng từng cãi nhau ra trò đây còn bây giờ anh cũng dịu đi nhiều sau một thời gian ở đây thậm chí tiếng Việt quanh còn tốt hơn, đủ để nói chuyện với mọi người. Anh hiểu ý em và cũng thấy cần xem lại. Anh sẽ suy nghĩ và bàn bạc với ban giám đốc. Anh sẽ cho em biết kết quả. Em cảm ơn anh. Tôi nói với nụ cười tươi sau lớp khẩu trang. Hình như anh cũng cười đáp lại. Tôi nhiễm Covid. Đó là điều tất yếu mà. Ai cũng thế thôi tự nhiên nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ điện thoại ai đó tôi cũng phải cách ly như mọi người đó là hệ quả tất yếu khi mình tiếp xúc với bao nhiêu là anh chị em mẹ gọi điện trách sao cứ phải khổ thế sao không ở một chỗ đi chờ dịch qua tôi cãi lại đấy là công việc của con phải thế chứ ai muốn nhiễm đâu mẹ thở dài rồi dặn đi dặn lại phải cẩn thận và cố gắng điều trị cũng không có gì quá nguy hiểm. Sau một tuần thì tôi cảm thấy đỡ, mấy ngày sau thì xét nghiệm âm tính. Điện thoại thì cả mấy chục tin nhắn hỏi thăm, thấy an yên trong lòng, pha cả cảm giác hạnh phúc. Năm sáu tin nhắn quanh, tôi tin nghịch nhắn lại. sai chính tả kỳ ngày xếp, học thêm đi. Có cán bộ công đoàn nào lại dám tiêu chủ doanh nghiệp thế đâu, chắc có mỗi mình em câu nhắn quanh gửi lại, làm tôi cười rinh rít. Vậy là rút được phần nào gánh nặng khi mình được làm việc ở một nơi mà giới chủ và người lao động tôn trọng và thấu hiểu nhau. Chợt nhớ đến chị bạn làm ở một công ty cứ tranh cãi thường xuyên mệt mỏi lắm, nhất là trong dịch bệnh thế này. Em cũng phải quan tâm đến bản thân nữa. Anh biết em là người đam mê công việc, nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe hôm trước xem bản tin thấy em được tuyên dương là người hiến máu nhiều anh ngạc nhiên quá người em thì không phải béo tốt mà đến lượt tôi phì cười vì cách dùng tiếng việt của anh còn là nét ngại ngùng của một nhà kinh doanh lọc lõi kia bây giờ chỉ mong hết dịch rồi sản xuất lại so nổi như trước anh em công nhân lại quay trở về cuộc sống thường ngày và mình lại được đi hiến máu giúp người trong tôi còn có một dòng máu khác, máu của đam mê bảo vệ người lao động cứ rút rít chảy không ngừng trong huyết quản. Câu chuyện thứ ba Vần sáng hy vọng Anh Mạnh ơi, cho em xin ra uống nước một chút à. Sao, cậu mệt à? Ừ, ra uống nhanh rồi vào làm luôn đi. Anh em mình cần cố gắng, một tuần nữa lô hàng này phải xuất xưởng rồi hợp đứng dậy đi ra góc xưởng vừa đi vừa lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài mạnh dừng tay đục nhìn theo hợp thoáng chút băn khoăn mấy hợp này mạnh thấy hợp có vẻ gì khăn khác không nhanh nhẹn cần mẫn như bình thường mà lúc nào cũng thấy lờ đờ uể oải tóc tai thì bù xù khuôn mặt hốc hác xám xịt râu ria lởm chởm một buổi sáng sinh ra ngoài uống nước mấy lần mạnh chợt nhớ có lần đến phòng trọ của hợp chơi, bắt gặp mấy gã giặt diệu cứ lãng phản ngó nghiêng. Một nỗi trăng trở hoài nghi chợt cồn lên trong anh. Cách đây hơn 3 tháng, Mạnh lên bệnh viện đón mẹ về, sau đợt điều trị dài ngày vì những biến chứng tiểu đường. Mạnh đang dìu mẹ đi sang bên kia đường để vào bến xe, thì bất ngờ có hai tên trai trai lượn vèo qua giật lấy chiếc túi sách anh đeo bên mình. Mạnh còn đang ngỡ ngàng chưa biết sự trí ra sao thì nhanh như chớp một người đàn ông trẻ đang ngồi ở quán nước gần đó đã đứng phất dậy lao ra chặn đường hai tên cướp chiếc xe loạn choạng rồi đổ kền hai thằng choai choai ngã nhào người đàn ông nhanh tay giật tại chiếc túi hai tên cướp nhí lờm cờm bò dậy rồi lên xe phóng phục đi thực ra trong túi cũng không có nhiều tiền nhưng có toàn bộ giấy tờ tùy thân của hai mẹ con giấy thanh toán viện phí và đơn thuốc Mạnh vừa mua cho mẹ. Mạnh tiến đến, nhận lại chiếc túi. Hai người vào quán nước nói chuyện. Người đàn ông dũng cảm ấy tên là Hợp, quê ở Nghệ An. Vùng đất sỏi đá cằn vào mùa khô và bão lục trắng đồng vào mùa mưa. Bố mẹ Hợp đã ngoài 70, vợ Hợp thì sức khỏe yếu do mấy năm trước bị tai nạn gãy một bên đùi. Giờ chỉ ở nhà bệnh chỗ chích và chăn nuôi lạc vặt ba đứa con thì vẫn lao nhau lít nhít một mình hợp quanh năm giật gấu vá vai để lo cho bãi miệng ăn cuộc sống bấp bênh túng thiếu hợp quyết rời quê ra đây tìm việc làm cũng mong kiếm được công việc có thu nhập ổn định để có thể trang trải kinh tế gia đình vừa cảm thông với hoàn cảnh của hợp vừa cảm kích về hành động nhanh trí dũng cảm của cậu mạnh bảo hợp nếu không sợ vất vả thì theo mình về làm công nhân xưởng mộc hợp mừng lắm, cứ ríu rít cảm ơn. Trên đường theo mạnh về quê, hợp kể trước đây đã từng có thời gian theo đám sơn tràng cùng xã tới tận vùng rừng núi phía tây nghệ an. Nhưng công việc vừa vất vả lại vừa nguy hiểm. vất vả thì hợp không ngại, nhưng làm công việc mà biết rõ là phạm pháp thì hợp lúc nào cũng thấy nơm nớp lo sợ. ấy là theo đám vu rừng len lỏi vào khu rừng đầu nguồn, đốn gỗ, rồi cư sẽ đóng bè, tuồn về xuôi, chứ không đi đường bộ để tránh sự kiểm tra gắt gao của lực lượng kiểm lâm. Hai chuyến đầu trót lọt, hợp được ông chủ, tạm ứng cho mấy triệu, kịp gửi về quê đúng lúc ông bố phải đi viện. Nhưng đến chuyến thứ ba thì gặp kiểm lâm, cả đám tan tác hết. Nghĩ rằng không thể mạo hiểm theo đám sơn tràn ấy được nữa. Hợp về qua nhà, dặn dò vợ con rồi quyết tâm ra Bắc tìm việc làm Ngày chiều hôm ấy Mạnh đưa Hợp đến thăm xí nghiệp sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ nơi anh đang làm việc Nhìn thấy xí nghiệp khang trang bề thế hoạt động huy cũ lại nghe Mạnh giới thiệu về chế độ lương thưởng Hợp vui lắm Xí nghiệp có 3 phân khu nhưng phân xưởng mọc là ồn ả bụi bẩm nhất với nhiều loại máy móc Dù là xí nghiệp tư nhân nhưng tất cả các công nhân đều được ban giám đốc cho ký hợp đồng và đóng bảo hiểm theo luật lao động. Sưởng mộc có hơn 20 công nhân, đa phần là những người trong xã. Mạnh có tay nghề cứng nhất lại là, là cháu họ của giám đốc nên được ông tin tưởng giao cho việc quản lý phân xưởng. Tối ấy, Mạnh đưa hợp đến nhà giám đốc nhân và trình bày nguyện vọng. Ban đầu, vị giám đốc tóc muối tiêu Thoáng chút e ngại. Ông vốn rất cẩn trọng trong việc tuyển dụng người làm. Người lạ hoa lạ hoắc, quen vơ quen váo như vậy, biết thế nào để mà tin tưởng. Nhất là quê hợp ở xa thế, liệu cố gắng bó lâu dài với xưởng được không? Thấy ông nhân có vẻ phân vân, mạnh thưa. Báo cáo chú, ở phân xưởng mộc hết tháng này có ba công nhân xin nghỉ, cậu Hoang và Đông xin nghỉ để đi học tiếng. Chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, ngày đầu vẫn tiếp tục làm nghề mộc anh Tuyến xin nghỉ để đi làm bảo vệ chung cư trên Eco Bắc, kết hợp với trong coi nhà cửa cho bà chị gái mới vào miền Nam với con. Cậu hợp có biết qua người mọc, hoàn cảnh của cậu ấy cũng khó khăn. Cháu xin chú cho cậu ấy làm tạm một thời gian trong lúc lạ nước lạ cái này ạ. À. Giám đốc nhân đồng ý nhận hợp vào thử việc. Sau một thời gian, thấy hợp có vẻ chăm chỉ xuất phát. Giám đốc nhân cũng thấy yên tâm hợp vào làm ở xưởng được chừng một tháng thì chú đáng ở tổ chạm đục xin nghỉ đột ngột vì lý do sức khỏe mà lô hàng sắp đến hạn phải giao cho khách thế là mạnh đề bạc với chú nhân cho hợp vào thay thế ban đầu chú nhân không đồng ý vì chưa thử tay nghề của hợp ở công việc rồi hỏi độ tinh xảo ấy nhưng mạnh lại đứng ra bảo lãnh nói rằng có lần đến phòng trọ của hợp chơi tận mắt chứng kiến cậu ấy đang dùng cái đục cỡ nhỏ tạo hình những chiếc cốc chiếc bình nhỏ xíu từ những mẫu gỗ thừa xin được của xưởng lúc ấy giám đốc nhân mới đồng ý cho hợp làm thử công việc này được sự hướng dẫn của mạnh hợp nhanh chóng bắt kịp công việc được chính thức ký hợp đồng lao động sau hai tháng thử việc thấy hợp chuyên tâm với công việc mạnh cũng thấy yên tâm ngày nào anh cũng tranh thủ đến chỗ hợp động viên hoặc giải đáp những điều cậu ta còn vướng mắt cô hợp như em trai kết nghĩa thi thoảng cuối tuần lấy cớ quăng lưới được mớ cá ngon ở ao nhà mà lại bảo hợp đến nhà ăn cơm bố mạnh một nhà giáo nghỉ hưu ban đầu cũng kín đáo quan sát cung cách của hợp qua vài lần tiếp xúc nghe hợp chia sẻ tâm sự về hoàn cảnh của mình ông cũng có phần cảm thông tin tưởng ông bảo phí mạnh rằng giúp được hợp việc gì thì cố gắng giúp thi thoảng mạnh đến chỗ trọ của hợp chơi đó là khu xóm mới dưới làng bái từ ngày có con đường liên tỉnh chạy qua nhiều dự án công nghiệp mọc lên người dân cắt diện tích đất vườn để xây nhà trọ cho công nhân ở xa đến làm việc trong mấy công ty xí nghiệp quanh xã chỉ mấy năm từ một xã thuận nông tốc độ công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt nhiều dịch vụ tiện ích xuất hiện đời sống nhân dân được cải thiện hơn nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp hàng ăn quán cà phê quán hát ngày càng nhiều chuyện công nhân mâu thuẫn xô xát ngay trong khu trọ không phải là hiếm gặp những phức tạp ấy là sự thay đổi tất yếu của xã hội nhưng cũng khiến cho lực lượng chức năng và người quản lý lao động phải lao tâm khổ tứ hơn lần nào đến chỗ hợp chơi mạnh cũng dặn đi dặn lại có khó khăn vướng mắc gì thì chú cứ bảo anh đừng ngại còn lạ nước là cái mọi vấn đề phải luôn cẩn trọng chú bảo vợ ra ngân hàng nông nghiệp làm lấy cái thẻ tiết kiệm có tiền lương thì chú chuyển khoản luôn về cho cô ấy giữ lại một ít trang trải thôi đàn ông xa vợ cầm nhiều tiền trong tay là dễ tiêu pha vớ vẩn lắm hợp chỉ cười anh cứ yên tâm em cũng hơn ba mươi rồi chứ còn non trẻ gì đâu chỉ mong có công việc thu nhập ổn định hàng tháng tiết kiệm mấy triệu gửi về cho vợ con thế là may lắm rồi ở quê em quanh năm trông chờ vào hai vụ lúa có xào ruộng cạn gieo vừng với trồng lạc chủ yếu là để dùng chưa có bán được bao nhiêu có khi cả tháng không phải tiêu đến tiền vì làm gì có tiền để mà tiêu đâu anh cảnh xa vợ con là khổ lắm trước đây anh cũng có mấy năm theo ông anh họ và bình dương làm ăn cho nên anh hiểu. Nhiều khi người ta cứ đổ tại hoàn cảnh, nhưng bản thân mình phải cố gắng chế ngự hoàn cảnh, chịu khó làm ăn. Vài ba tháng bắt xe về thăm vợ con mấy ngày, giờ xe cộ đi lại cũng tiện. Điều quan trọng nhất anh muốn nhắc chú là đừng giao du với mấy cái thằng lang thang giặt dẹo ngoài kia, vướng vào bọn ấy phức tạp lắm. Chú giữ cho chú cũng lại giữ cho anh nữa đấy nhé mạnh cũng tinh hợp, có đủ sự chín chắn để không sai chân vào những tệ nạn ấy. Vậy mà, mạnh vừa xin nghỉ mấy ngày để lên điện biên lo việc xây cất mộ của bà bác ruột. Mới đi làm trở lại thì mạnh thấy hợp có những biểu hiện lại như vậy. Mạnh cứ lục tìm trong trí nhớ xem hợp đã từng có những biểu hiện ấy chưa. Mạnh nghe người ta nói rằng nếu ai đủ thuốc thì sẽ không bao giờ thoát ra vẻ uể oải mệt mỏi đó cả hợp mới đến đây làm được hơn ba tháng ngày ngày mạnh vẫn luôn để mắt đến cậu ấy cái phúc dáng rắn rỗi và khuôn mặt cương nghị của hợp khiến người đối diện có thiện cảm nhưng ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra biết đâu cậu ấy đã mắc nghiện trước khi đến đây thì sao Bao nhiều suy nghĩ trăn trở cứ dằn vặt mạnh mấy ngày hôm nay mạnh vừa làm vừa ý tứ quan sát hợp và trong lòng lúc nào cũng băn khoăn hoài nghi buổi chiều hôm ấy hợp gọi điện cho mạnh xin phép nghỉ khiến anh càng thấy băn khoăn không lẽ dự cảm của anh là đúng và hợp biết anh đã phát hiện nên tìm cách tránh mặt biết đâu còn kiếm kế lặng mất tâm chẳng hiểu sao ruột gan mạnh cứ nóng như lửa đốt rõ ràng chẳng dây mơ rễ má máu mũ ruột thịt gì sao mạnh cứ thấy lấn bấn bất an như vậy tăng ca chiều Mạnh không về nhà mà phi xe thẳng đến phòng trọ của Hợp. Cửa đóng im ỉm. Mạnh gọi mấy câu không thấy Hợp thưa. Nhấn máy điện thoại thì lần thứ nhất máy bận, lần thứ hai thuê bao. Vừa thấy bực bội lại xen lẫn cảm giác lo lắng bất an. Không kiềm chế được, Mạnh đập cửa và gọi to. Hợp ơi, Hợp! Cánh cửa có két mở, Hợp ló mặt ra. Nôm bộ dạng phờ phạt tiều tụy của cậu ta, Mạnh cáo kỉnh Chú bị làm sao thế? Tại sao anh gọi điện không được? Em, em mệt quá anh à. Ốm đau làm sao thì phải nói chứ. Em, em mới đi bán máu. Hả? Sao lại bán máu? Vợ con em phải đi viện mà nhà chẳng còn đồng nào. Anh thấy đấy, em mới vào xưởng làm được gần 3 tháng. Hai tháng thử việc lương được gần 10 triệu. Em đóng tiền cọc nhà mất 3 triệu đặt 2 triệu mua trả gấp cái xe máy cũ ở cửa hàng Phương Nam ở dưới xóm chợ. Định bụng đợi lương tháng này rồi sẽ gửi về quê. Anh đi vắng hôm trước thì hôm sau ở quê gọi điện báo là vợ em phải cấp cứu vì viêm ruột thừa cấp. Còn bé lớn ở nhà nấu cháo mang vào viện cho mẹ thì lập cập thế nào lại bị đổ bỏng hết cả hai chân. Cả hai mẹ con nằm ở hai khoa trên bệnh viện tỉnh. Cả nhà cứ rối như canh hẹ. Nghe điện thoại mà em trung bắn cả người. Em chẳng quen biết ai ở đây, đang định vai lãi ngày của bà Thúy Hội đầu sớm, nhưng chắc bà ấy thấy em mới đến nên không muốn cho vay. Bà ấy rỉ tay em, địa chỉ bán máu trên Hà Nội. Đường cùng cho nên em tặc lưỡi, cứ nghĩ mình khỏe mạnh, em đánh liệu rút hai lần liền. Hóa ra mệt thật anh ạ. À. Trên đường về lại gặp mưa cho nên em suốt ly bị suốt đêm. Em định xin nghỉ vài ngày để về xem mẹ con nó thế nào, nhưng lại không dám nghỉ, vì sợ nghỉ ngày nào bị trừ lương ngày đó. Cuối tháng lại chẳng được bao nhiêu, rồi đi lại xe cộ cũng tốn kém. Mạnh nhìn hợp ái ngại mà thở phào, hóa ra là vậy. Mạnh trách hợp, tại sao không gọi điện cho anh, để anh bảo chị xoay sở đưa cho chú mấy triệu chú làm cho anh lo suốt mấy hôm nay em cũng định gọi điện hỏi vai anh vì ở đây ngoài anh ra em có quen ai đâu nhưng em biết anh cũng đâu có dư giả gì anh chị đều là công nhân ông bà thì già yếu bọn trẻ lại đang tuổi học hành tốn kém và chắc anh cũng vừa phải dồn một khoản tiền để đi lên điện biên lo công việc vì thế em ngại không dám hỏi anh từ giờ có việc gấp thế chú cứ nói với anh anh em mình đã có duyên gặp gỡ như vậy cũng mong đó là mối lương duyên tốt đẹp anh không nề hài gì đâu mà chú biết không xí nghiệp mình có khoản quỹ công đoàn để hỗ trợ công nhân khi gặp khó khăn cấp bách chú cứ làm đơn đề nghị với giám đốc anh sẽ đứng ra bảo lãnh chắc chú nhân sẽ đồng ý hỗ trợ thôi vâng em mong anh thông cảm ừ giờ thì nghỉ ngơi đi anh chạy về nhà bảo chị ấy hầm cho chú con gà, lát anh bảo cô Minh mang sang cho. Ngày mai mà chưa khỏe á, thì nghĩ thêm, chưa đang yếu thế này, đi làm rồi hoa mắt, đục vào tai thì lại khổ. Mạnh lên xe ra về, đi qua xí nghiệp, anh thấy khu xưởng mộc vẫn sáng đèn vì có bộ phận làm tăng ca. Anh chợt nhớ ra hôm qua có nghe chú Nhân nói mới nhận thêm được hợp đồng làm khung cửa gỗ cho khu nhà ở xã hội dưới thành phố có thêm hợp đồng là có thêm công việc điều đặn cho công nhân để những hoàn cảnh khó khăn như hợp có thể trang trải được cuộc sống. Mấy ngọn đèn cao áp, từ cổng xí nghiệp hắt xuống đường một màu vàng ấm. Đi một đoạn xa rồi mà Mạnh vẫn nghe thấy âm thanh của những chiếc máy cưa chạy rào rào, xoèn xoẹt. Một niềm hy vọng ấm áp cứ miên man trong anh. Câu chuyện thứ tư Cây trái đơm hương cho cô hỏi đây có phải là nhà chú Phương không cháu? Thằng bé ngưng tay, bỏ dở nồi cám đang sôi so trên bếp, gạt những giọt mồ hôi lắm tắm trên trán quay sang phía người đàn bà đang đứng cạnh mình. Trong người ấy sang trọng, môi tô màu son nâu trầm, đầu tóc búi cao, mùi từ quần áo thơm nứt. Bình đoán biết là cô ấy từ phố xuống. Cô tìm bố cháu có việc gì không ạ? À? Cháu là... Cháu là Bình, con trai bố Phương đây ạ. À? Chỉ mới nghe thằng bé nói thế thôi mà Thủy khựng lại. Bao nhiêu xúc cảm, ứ động lâu ngày như có cơ hội bung lên. Thủy mắt máy chẳng thể mở lời. Cô đưa bàn tay rung run phút ve đầu thằng bé, bắt đỏ hoe. Cô ơi, cô làm sao thế ạ? À? Cô là... Cô ơi! Thằng bé liên tục kéo tay Thủy hỏi nhưng cô chẳng thể trả lời. Thằng bé nhanh nhẹn kéo chiếc ghế gỗ đã cũ, chi chích nét chữ, nó tập viết trên mặt ghế bà hay ngồi. Rồi rốt liêm nước lá vối, mẹ nó sắc để sẵn nơi góc bàn mời khách. Người phố có khác, cái tóc, cái tai chạy chút, tô vẻ đã đành, đến cả cái miệng cười cũng như được trao chút cẩn thận. Không như những người vùng quê này, đã không cười thì thôi, chứ cười là phải cười to, cười một cách thoải mái nhất, như thế mới sướng chứ thằng bé quay ra khi nghe tiếng con vàng đánh đuôi mừng ngoài ngõ. Mẹ cháu về rồi. Thằng bé nói rồi chạy ra đón mẹ. Nó xóng xích kể cho mẹ nghe về vị khách vừa từ thành phố về tìm bố Phương. Từ trong nhà, Thủy nhìn ra, cảnh thằng bé 6 tuổi tóc vàng hoe vì nắng, ríu rít đón lấy quả na trên tay mẹ, rồi tụt lại phía sau cùng con chó vàng. Nó ngồi xuống góc sân đoạn định ăn thì như sực nhớ ra điều gì đó. Thằng bé vội vàng, bẻ đôi quả na, một nửa nó lại bẻ đôi đem đưa mẹ một phần, phần nữa nó chỉ về phía người đàn bà lạ mời. "Cháu mời cô ạ." À. Rồi lại chạy thoát ra sân cùng đám bạn. "Chị tìm nhà tôi có chuyện gì không? Chị là người quen của nhà tôi." "Thật ra, tôi là, tôi là Thủy." Ấp úng mãi, thủy mới nói ra được tên mình. Chị là chủ công ty nơi ông xã tôi làm việc trước đây ạ. À. Tôi ơn chị nhiều lắm. Những năm qua nhờ có chị đã thương mà mẹ con tôi cũng bớt vất vả nhiều. Thằng bé sắp lớp 1 rồi chị ạ. À. Đó là việc tôi nên làm mà. Nhưng chị không trách em sao? Sao tôi có thể trách cô? Duyên phận con người. Chị định nói tiếp gì đó nhưng lại thôi. Hai người đàn bà im lặng hồi lâu không ai nhìn ai. Ngoài ngõ, tiếng bọn trẻ gọi nhau đi tắm sông vẫn ríu răng, tiếng lợn con chạy theo mẹ đồi bú hòa với tiếng lũ gà đang sụt sạo bới vào góc sân tìm ăn. Chị vẫn còn bận tiếp khách nên chưa có thời gian cho chúng. Mùi hương thiên lý vẫn tỏa ra dịu nhẹ. Chị đứng lên, vén tấm ri đô cũ màu. Phía sau là chiếc bàn thờ nhỏ với tấm hình chân dung của người đàn ông. Đôi mắt của hai người đàn bà, khoe đỏ, Bao năm qua, người đàn bà quê vẫn âm thầm bươn chải nuôi con. Nhiều đêm coi cúc trong căn phòng vắng bóng đàn ông. Nhớ chồng, ngắm nhìn khuôn mặt con thơ trong cơn sai ngủ, nước mắt chị lặng lẽ rơi. Bao năm qua, nơi xa xôi, Thủy cũng buông ba để ghi dựng nông trường, hoàn thành khát khao của cô và Phương. Anh đã vội đi khi ước mơ còn gian dở, trong lòng cô vẫn canh cánh một nỗi dây dứt khôn nguôi với vợ con anh. Thủy và Phương là bạn thân cùng học chung thời đại học, sau tốt nghiệp đã xin vào làm cùng một công ty. Sau 3 năm làm kỹ sư nông nghiệp cho nông trường chuối thì Thủy quyết định tách ra gây dựng sự nghiệp riêng, mời Phương về làm cùng mình. Thủy chịu vốn, Phương lo phần kỹ thuật. Thân con gái nơi đất khách quê người lại chọn các ngành nông nghiệp để khởi nghiệp không tránh được những khó khăn ban đầu. Nhưng hàng ngày, nhìn thấy những món thực phẩm bẩn, trái cây bị ngâm tẩm thuốc, dùng chất hóa học quá quy định, vừa độc hại mà giá sản phẩm lại rẻ bèo. Thủy khắc khao gây dựng được một nông trường cây ăn trái sạch, không chỉ để cung cấp nhu cầu trong nước mà còn phương ra thị trường các nước phát triển. Cô dùng hết số tiền tích cướp được, thế chấp miếng đất mà bố để lại lấy vốn gây dựng nông trường trái cây phải nhờ thêm cả bộ đội biên phòng ở địa bàn giúp đỡ, thì Thủy mới có thể thuê được 30 hecta đất để quy hoạch thành nông trường trồng trái cây. Tâm lý của người dân bản địa bao giờ cũng lo sợ rằng người vùng khác đến làm kinh tế sẽ lớn dân, lớn làng, trừ gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, nên đã mấy lần hợp thôn. Họ đều phản đối việc nhà nước sẽ cho quy hoạch một nông trường gần với làng xã của họ. Thủy đã đứng ra cam kết trước dân làng về việc đảm bảo an ninh trật tự, kinh doanh đúng quy định. Đặc biệt, cô hứa khi nông trường đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân trong vùng bằng hợp đồng lao động rõ ràng, đóng bảo hiểm y tế và mọi chế độ đầy đủ. Nếu con em bà con đi học tốt nghiệp các ngành nghề có liên quan sẽ ưu tiên tuyển dụng trước. Bằng sự thiện chí của mình, thủy đã tạo được niềm tin với già làng và người dân. Cô khắp khởi nhìn khu đất mình vừa thuê, màu đỏ ba xanh, dàn trải vượt tầm, nối liền phía xa là thấp thoáng bóng núi đồi trùng điệp. Thủy ngủ quên bên bàn làm việc, Phương nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ. Chú mẹ mướp bị động tỉnh giấc, kêu mấy tiếng meo meo rồi nhảy tọt lên chiếc ghế sofa, cuộn mình trong chiếc áo khoác của cô chủ. Nó đã mắt nhìn Phương mấy giây rồi yên tâm vùi đầu ngủ tiếp. Phương thắt đèn, khoác lên người thủy tắm chăn mỏng, ôm máy tính ra ban công ngồi tiếp tục công việc. Đêm rốt xuống không gian màu vàng vọt của trăng bị che lấp quá nữa bởi đám mây. Tiếng côn trùng vẫn về từ đồng xa. Ngôi làng dưới thung chìm vào giấc ngủ, thi thoảng có tiếng gà gái len lỏi vào tiếng gió lao sao. Phương ngưng suy nghĩ, anh ngửa cổ hít một hơi dài căng lòng ngực có thứ mùi gì đó thân thuộc vạn vất quanh anh. Mùi đồng quê, thứ mùi hương gắn bó với suốt năm tháng tuổi thơ, thâm lừng rơm rạ sau mùa gặt, khen khét khói bay tỏa mỗi sáng mai từ những căn liều tranh, ngai ngái hăng của bùn non. Anh nhớ bóng dáng người vợ tảo tận nơi quê nhà, nhớ đứa con bé bỏng vừa tròn tháng, bao cảm xúc ứ động nơi trái tim cứ thế bung biên khơi dậy trong lòng ngực dự án này của anh và Thủy nhất định sẽ thành công. Khi nông trường được phủ xanh màu cây trái, mọi thứ ổn định, anh sẽ đón vợ con lên ở cùng. Nguồn động lực lớn nhắc anh về những bản kế hoạch sắp tới, anh trở vào. Trăng đã xuống từ khi nào, chỉ còn lại vài vì sao xa lắc trên bầu trời. Cao nguyên mùa nắng, những chiếc máy cài điều đặn cài sớ hết đường cài này sang đường cài khác. Nhân công đa số là người bản địa. Họ mừng vui khi có thêm công việc. Ai nấy đều hăng say làm việc. Người đào hố, người dọn cỏ, người rắc phôi. Giáng thủy nhỏ bé trong bộ đồ bảo hộ màu xanh da trời ám bụi, cần mẫn đốc thúc công việc. Bao giờ thủy cũng đến và rời nông trường muộn ngày, khi công nhân đã tan ca về hết. Thủy đang hướng dẫn công nhân về cách bỏ phôi để xử lý đất thì bác bảo vệ nông trường chạy đến Vừa thở vừa nói không ra hơi Cô Thủy ơi Anh Phương Anh Phương bị tai nạn rồi Thủy bỏ việc Vội vàng chạy theo bác bảo vệ Đến chỗ của Phương Khi lái xe công nông Phụ chở phô xuống lô cho công nhân Xe bất ngờ gặp sự cố không thắng được Bị trượt hố Lợt xe Phương bị bánh xe trường qua người Cô cùng mọi người đưa Phương đi cấp cứu Trên đường đi Anh cứ nắm lấy tay Thủy phải nhắc đến vợ con mình. Có lẽ đó là điều mà anh dây dứt nhất, nhất. Thủy nức lên thành tiếng khi anh vừa đặt vào tay cô cuốn sổ tiết kiệm nhờ cô đưa lại cho vợ anh, rồi cứ thế buông tay cô mà nhắm mắt. Bầu trời ngoài kia xám xịt mây, gió bập vùng khua khoáng, mùa chuyển, cơn mưa đầu mùa kéo đến sau những trận giông như tốc trời lở đất. Mới đó, mà cũng gần 6 năm trôi qua rồi. Ngày anh ấy đi, thằng bé chưa đầy tuổi. Chị quay mặt đi để lặng tránh thủy, như sợ chỉ cần nhìn thằng bé thêm một giây nữa thôi là chị sẽ lại rơi nước mắt. Thủy nắm lấy đôi bàn tay gầy gò đầy những nốt đồi mồi của chị, cô cũng không kìm được xúc động. Phương đi, để lại mình em với nông trường. Mãi cho đến bây giờ, mới có thể thu xếp tìm về với chị tôi hiểu mà tôi mừng vì chị đã hoàn thành được ước mơ mà chồng tôi còn bỏ dở lần này em về xin chị thu xếp xem có thể đưa cháu lên thành phố sống cùng em không chị nông trường nay đã vào nề nếp em cũng mới gây dựng thêm Chủ cửa hàng cung cấp trái cây sạch chị lên đó với em chị em mình tiện chăm lo cho thằng bé cảm ơn cô thủy nhưng mẹ con chị quen với cuộc sống quê rồi mà chị chẳng xa được đâu. Không đợi Thủy nói hết câu, người đàn bà đã ngắt lời. Chỉ nở nụ cười để Thủy không phải ái nái thêm vì việc Phương ra đi. Không thể thuyết phục được vợ con Phương lên thành phố cùng mình. Thủy đành thôi. Cô rút từ trong túi ra tập hồ sơ. Đây là gói bảo hiểm. Em đã mua cho chị và thằng bé. Em gặp được chị rồi. Em gửi lại chị. Xin chị nhận cho em ăn lòng nhé chị. Bao năm qua, cô đã lo cho thằng bé đủ cả. Xin chị đừng từ chối em. Em được như ngày hôm nay cũng một phần nhờ công sức đóng góp của Phương. Chị cầm lấy cho em vui. Tìm được chị rồi, sau này em sẽ thường xuyên về với chị hơn. Hai người đàn bà ngồi cạnh nhau, nhìn thằng bé hồn nhiên chơi đùa trước sân cùng các bạn. Thủy thấy lòng mình như trút bớt được phần nào những canh cánh đè nặng bao năm qua ánh nắng hắt lên đầu bọn trẻ theo từng đường rẽ quạt từ vòm lá khoảng đất trống trước nhà trộn tiếng cười nói nhìn sang phía bên kia cách tiền phi lao là con sông nhỏ ngăn làng với những ngọn đồi mờ mờ những dõi đất khoai thoải dưới chân đồi dàn trải đang bị bỏ hoang lọt vào tầm mắt thủy trong đầu cô chợt lóe lên suy nghĩ về màu xanh của một loại cây trái nào đó dưới tán cây là dáng hình của người nông dân nơi mảnh đất này đang cần mẫn vun trồng, chăm bón. Thằng bé Bình sẽ là kỹ sư. Tự dưng Thủy thấy lòng mình len lỏi niềm vui. Cao Nguyên vào mùa, Thủy kiểm tra email sau những ngày đi vắng. Trên bàn là tập tài liệu thư ký đã để sẵn. Cô đã soát lại kỹ lưỡng từng đơn hàng, chuyến hàng xuất, container nào đã cập cảng, container nào chưa Cô kiểm tra kỹ tên từng người trong bản đề nghị thanh toán lương, kế toán trình, duyệt tăng lương, thưởng cho những nhân viên xứng đáng. Trong số đó, cô chú ý đến cái tên Huỳnh Minh nhất. Tháng này, số lượng khoáng sản phẩm của Minh vượt chỉ tiêu được giao. Thủy thấy mừng, nhớ lại ngày cậu rón rén đến nộp hồ sơ sinh việc. Câu đầu tiên khi gặp Thủy không phải là trình bày hoàn cảnh, năng lực hay điểm mạnh như những người khác mà cậu ngập ngừng mãi mới nói được một câu em vừa đi cải tạo về công việc của chị vất vả em có làm được không thủy không lặp lại lời minh vừa nói mà thay vào đó là câu hỏi ngầm đồng ý chấp nhận khiến minh rối rít cảm ơn từ khi nhận minh vào làm thủy vẫn thường xuyên theo dõi giúp đỡ gia đình vợ con cậu và cô rất vui vì mình đã lựa chọn đúng khi cho minh cơ hội gặp lại tập hồ sơ đã duyệt thủy tiến đến viếng rèm hé cánh cửa sổ gió khẽ lùa vào mang theo mùi hương cây trái nông trường chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày thu hoạch cuối cùng thì cô cũng đã thực hiện được những ấp ủ của mình nhìn những con số về hoạt động xuất khẩu cây ăn trái số phí đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng cho nhân viên mường tượng ra những bữa ăn đầy tiếng cười chồng vợ con cái của bà con bản địa khi có công ăn việc làm ổn định lòng thủy dí lên niềm vui khó tả thủy vô thức đếm đợi những vì sao lấp lánh trên cao và ngừng thật lâu trước một vì sao xa lắc đang đứng riêng một khúc trời cô mỉm cười nghĩ ngợi bâng quơ